Mình là Nguyễn Văn Thành, sinh ra và lớn lên tại Thủy Biêu. Năm nay thì mình là 39 tuổi. Đây là nghề vẽ tranh của mình, mới mẹ 20 năm, hơn 20 năm. Cái tranh lúa là gắn liền với tuổi thơ của mình. Khi mình đặt bút vô, mình vẽ cái con trâu, hay là mình đặt bút với mình vẽ một cái người gánh củi á, mình nhớ lại hồi ngày xưa kia của mình đó, cũng như thế, cho nên từ chỗ đó mình đam mê luôn. Mình đam mê cực kỳ, mình thích vẽ, mê vẽ, mình được muốn được vẽ. Làm được bức tranh lụa phải đi qua 4 giai đoạn, 3 giai đoạn chỉnh, 1 giai đoạn phù, khi nào mới tới xong được cái bức tranh. Từ một miếng vải trắng đó, mình đóng khung lên, mình đi một lớp phô bằng bột gạo, vẹt một lớp bánh vải, sau đó mình phơi khô. Thứ hai là mình sẽ đem vô, mình đi một lớp keo, keo nước, mình đánh ướt lại vải, khi đó mình sẽ đánh màu làm nền. Sau đó đánh màu làm nền xong rồi mình sẽ phơi lại thêm một lần nữa, khô. Rồi khi nào mình đem vô mình vẽ. Những bức tranh của mình là mình tự sáng tạo ra, mình tự sáng tạo ra những cái gì mình thích là mình làm thôi. Mình muốn có những cái riêng của mình. Có thể là xấu chứ không đẹp như trên mạng hoặc không đẹp như người khác, nhưng mà đó là riêng của mình. Có mấy bức tranh mình vẽ tới 3 ngày, nhưng cũng có một bức tranh mình vẽ trong vòng 1 tiếng hoặc 2 tiếng là sẽ xong. Nghĩa là tùy theo khó với nhiệt độ dễ mới làm chi tiết trong bức tranh. Cái cảm hứng nó quan trọng nhất, con cảm hứng nó đặt hàng đầu luôn. Khi mua bắt buộc phải có cảm hứng. Còn nếu như trường hợp mà một khi mà không có cảm hứng thì không cách chi vẽ được đâu, chiều lắm. Bên chỗ hội họa thì đa dạng lắm, bất cứ cái chứ họ cũng vẽ được hết á. Nhưng mà riêng cái lùa thì kẹp công hơn so với các cái công đoàn khác bên kia. Họ vẽ ví dụ như họ vẽ tranh sơn dầu thì họ chỉ động cái vẽ to lên và họ vẽ sai, họ sửa. Nhưng bên lùa là không thể như được. Trước tiên là những cái giai đoạn phụ, sau đến giai đoạn chính. Mà tranh lùa có một cái đặc điểm nữa là cực kỳ quan trọng là không thể sửa được, bục xá là ra chết thôi. Đồng vô mà đều hư là vắt. Mình nhớ nhất là kể có mấy cái ngày mà mình vẽ những cái tré, mình tạo cho ra những cái tré, cho ra cái đột tré đó. Mình có thể mình vất tới 20-30 bức tranh như vậy. Đây là cái cơ duyên thôi. Cơ duyên đến vẽ tranh thì ngày xưa mình đi học về học hết phổ thông 19 thôi. Năm đó kinh tế gia đình khó khăn. Ba mẹ thì cũng nói là thích học thêm nhưng mà mình thấy khó khăn quá. Rồi mình xác định rồi mình kiếm cái nghề để mình học sau này có thể là có tương lai hơn. Chứ kinh tế thì gia đình khó khăn mà mình cứ theo chữ thì mình sợ là rồi ngay là mình cũng được đứa nữa. Cho nên mình quyết định là theo học nghề.
đứa mình thích học vẽ, mình thích từ khi nhỏ ấy. Hiện giờ chứ cái cơ duyên là đưa đến gặp một anh người anh đó. Mà cái theo cái dòng tranh mình thích đó. Và xong theo anh học học anh là 6 năm. Từ năm 1997 đến giờ chứ. À, sau khi là mình học vẽ tranh được 2 năm và làm với anh một thời gian nữa là mình đi bộ đội. Năm nữa mình là 21 tuổi, 21 là năm từ năm 2001 đến năm 2003 đi bộ đội 2 năm. Đây là vẽ bằng tin của người đại phó chính trị vẽ trong buổi chiều từ 6 giờ tháng giờ khoảng cả ngày trong tuần đó. Thì trong một ngày như thế. Ở bộ đội sau 4 giờ là giờ tăng gia thì anh em là người thì đã bắn người đến bóng chuyền, nhưng mà riêng mình là mình thích vẽ lắm. Cái buổi chiều là mình đem nhật ký của mình ra, có nhiều cái nhật ký lắm ở bộ đội hơi chứ mình có rất là nhiều cái nhật ký. Mình cứ đem ra mình chiều mô rảnh rỗi là mình đem ra mình vẽ. Cho nên là mình cứ trao dồi trong quá trình 2 năm được. À, đến khi mình về là mình có mấy cái cuốn nhật ký mình giờ chứ rất là lý một lần rồi á, cái ngôi vẽ tấm bảy tấm ba này. Vẽ được chứ đâu vẽ. Mình là có khiếu việc vẽ cho nên mình là những hay làm là bầu tường hay là việc những cái kế hoạch hay là trang trí bằng tín cho đơn vị. Những lúc mà đơn vị có việc là mình khi mà người được ưu tiên để mà làm những cái công tác cho đại đội thì nhiều khó quên quá khó luôn. Sau khi bộ đội về, người quân sự về là tiếp tục làm lại vẽ tranh về anh một thời gian. Thì sau khi mình làm lại anh một thời gian, sau đó mình quyết định là mình sẽ ra nghề để mình làm ở nhà. Cho nên là năm 2005 là mình bắt đầu mình mở thì ở nhà để mình vẽ. Ở thời điểm đó là ở Thị Biêu chưa có ai để theo cái dòng tranh mà hiện tại mình đang làm. Mình luôn. Chỉ có mình theo từ thời điểm năm 2005. Hai mẹ năm định đấy chứ. Khi mà quyết định mà mở sự ra nghề là ba mẹ cũng ủng hộ. Tại vì khi nữa vấn đề khó khăn quá. Khi nữa mình đi bộ đội mới về thì ba mẹ là năm ủng hộ cần nghèo lắm, cũng khó khăn. Thế ba mẹ sợ là đến khi ra là lại vấp ngã, không thành công thì cũng chết. Cho nên là nhưng ba mẹ nói đó mình cứ liều rồi. Và xong rồi. Thực tế khi nữa đấy cũng chưa đồng ý nhưng mà mình cũng liều mình làm luôn, mình ra. Có những ngày là mình nghỉ cả ngày luôn, mình làm, mình chỉ có đi chỗ khác, đi nhà sách đó là đi cả cái chỗ cơ sở vẽ tranh để mình tham khảo, mình tìm tòi những cái để mình về mình làm cái bức tranh mình càng ngày càng đi lên. Vì không được trau dồi bài bản cho nên mình so với người khác mình khó khăn hơn rất là nhiều. Họ là có thể dễ nhưng mình khi thế là mình bình thường mình 100% thì bây giờ mình phải cố gắng tới 200-300% nỗ lực hết sức để mình làm. Rồi cuối cùng là mình sẽ làm được. Mình mỗi lần mình ngồi vô vẽ là mình bao giờ mình muốn ngủ. Cái thời mà học nghề là làm là làm cả ngày cả đêm, tới có những ngày làm tới 12 giờ đêm. Nhưng mà mình cứ ngồi vô vẽ là mình bao giờ mình ngủ, mình mê đến mức như vậy. Cho nên là mình nghĩ là trời cũng phù, cứ đam mê và mình chịu khó thì khả năng là sau này sẽ thành công thôi, mình nghĩ được. Cho mình cứ cố gắng, mình rèn luyện, mình cày quyết tâm. Đầu tiên là mình biết chi về du lịch, thực tế mình nói được cách đây 3 năm về trước. Cho nên đến những ngày trước đó nữa, mình không bao giờ đụng tới, nhưng mình cũng biết về du lịch luôn. Nhưng mà cái cơ duyên đưa đến là mình làm là từ có những cái đoàn đến. Sau đó là ngày 1 nhân rộng ra. Rồi xong rồi có những người họ biết đến rất là nhiều. 3 năm trong trở lại đấy là mỗi năm là mỗi tăng số lượng khách và số lượng những người đoàn. Như mấy ngày đi cao điểm á, là có nhiều khi là có ngay tới 8 đoàn, 10 đoàn. Trung bình thì một ngày là đoàn, 2 đoàn. Một tháng thì thực là trên 30 đoàn. Alright, so how do you think about the beautiful the paintings around here? It looks very good, I like it. I enjoy time here. Thank you for the time here.
And as I explained to you, introduced to you earlier, that our gentleman, he did not go to the university and learn to become the proper artist. It's a good idea. It's perfect for little children or other pupils. Mm-hmm. It's great. Mình là mình muốn đóng góp một cái phần công sức nhỏ bé của mình cho cái phần du lịch cộng đồng của phường Thị Biêu. Giờ chưa là mình thấy ngày xưa mình khó khăn, những ngày đầu còn chưa được kia đó thì mình cố gắng, và ngày hôm nay mình thấy ngang đoạn đi đối với bản thân mình, mình thấy mình thành công rồi đó. Đó là cái niềm vui của mình, không hơn ai, nhưng mà trong mình làm được những cái tác phẩm mà mình thích, mình vẽ được những bức tranh mà người ta họ đến họ thích, đó là cái vui.